Hi, xin chào mọi người. Hiện tại là Bằng đang ở Palm Springs mọi người. Đây là trong cái cáp treo Palm Springs mọi người. Cáp treo lớn nhất thế giới nè. Cái cabin này nó chở được khoảng tới 80 người luôn mọi người. Người ta đang đứng xếp hàng để mua vé. Bằng tối đã đặt vé online nhưng mà không có vé nên là phải lên đây xếp hàng để mua cũng giống như mấy người đó thôi. Đó. Đây là cái parking A, parking gần nhất luôn á. Ở trên đó còn tuyết mọi người. Tối hôm qua Bằng coi cái live cam ở trên đó thì họ thấy họ để là tuyết còn dày lắm đó. Nên là hôm nay dẫn mấy đứa nhỏ lên đó chơi. Cũng đông lắm em, người ta get line cũng dài hòn kìa. Từ từ, no, con đứng đây, xe không à. Ở đây đợi xíu, thay đồ cho em nữa. Con phải mặc đồ ấm vô không nên nó lạnh lắm không. Ba ơi, cho mày đồ ấm. Cái này là xe trung chuyển mọi người, xe bus đó. Những cái người nào mà họ không muốn đậu xe trong đây, họ đậu xe ở dưới kia thì xe trung chuyển đưa lên. Tại nhà Bằng lên tới trên này luôn. Này là sát ở cái chỗ cáp treo luôn rồi. Sao con nói sao? Cái giống như cái mao trên bàn. Cái không mao trên hải vậy không? Đúng rồi, nó đó. Yeah, phải vậy. Yeah. Race. Raceway. Hello. Sắp tới rồi. Ladies and gentlemen, we're still boarding the 1136 tram car. If you have 1136 tickets, please come to the boarding gate. Thì Bằng vô phía bên trong mọi người. Đây chuẩn bị đi lên trên cái cáp treo. Như này là cái máy kéo dây cáp à. Wow. Em dưới có cái máy kéo dây cáp. Máy kéo dây cáp à. Qua đây em, coi này nè. Có cái máy đó kéo dây cáp á. Đây là cái nhà ga chuẩn bị vô cái cáp treo mọi người. Tới 80 người luôn, lớn lắm nha. Sợ không? An ủi chay đi. An ủi chay cái. Trời con làm cái gì? Đâu ngồi kì vậy? Yeah. Đứng lên. Đang ở trong cáp treo mọi người. Đang quay vòng tròn. Many streams flow year-round and it has an abundance of resources, including chicken, cotton, boulder, black maple, and a great deal of wild grape butter. Is but one of many spent by runoff in the mountains. During our upper journey, we passed this area. Nhóm là Because both cars are tied together on hauling cables, which move with the car.
You see, the drive system of the valley station is pulling that car down, and in turn is pulling us up. The two cars are 34 feet. The Palm Springs area of traffic was first conceived in the early 1930s by a young electrical engineer, Francis Cross, who to this day is known as the father of the tramway. That's why I was completed in September 1963 after some 26 months of construction at a cost of $8.5 million, all of the sale of the road in April of 1963. Ladies and gentlemen, approaching tower number 3. This one has a little larger swing. You just might want to hold on to someone or something, because here we go. It was between towers 3 and 4 that you reached the bottom. The majestic spire of the volcano of the Mars, visible as far as the solid red and cold. As we continue, the light zone changes to green. I see a bright Hey. Wow, lạnh à, lạnh à, lạnh à. Quanh kia rồi. Này nước đá rồi, trời cứng ngắc em. Cứng ngắc em. Cái này có miếng siro nữa là ngon á. Không nè, đây mềm nè, đây mềm nè. Chay ngủ rồi. Để chay đây nha. Đâu đâu đâu. Cái này cái gì vậy? Cái này là gì? Snow. Không cần. Em muốn lên trên luôn không? Đi đùa đâu. Yeah. Xuống cái thung lũng ha. Đi. Em ơi, tí rồi. Buồn lạnh đó nha. Vô trong. Okay. Mẹ ơi, mẹ quay bao cây chi? Lạnh rồi. Cho chay xuống không? Chay ơi. Xuống chay. Xuống chay tí con này chay. Chay nhìn nè. Ủa công an bao tay vô con chơi vô luôn hả? Ướt bao tay sao? Chơi biết chơi hả? Tiếc quá, chào tiếc luôn mọi người. Đi xuống dưới thung lũng, ở dưới đó mới có tuyết nhiều. Đi xuống dưới luôn mày. Em. Đi em. Xuống dưới cái thung lũng luôn. Thủ này chắc ban đêm vẫn còn có tuyết ha. Ban ngày mà 5 độ thì ban đêm ở đây nè. Ok, đi xuống dưới thung lũng nè. I thought he used an opt-out. Wait a minute. Cho ông lên dép chuột mà đẩy đi nha. Cho lại cây.
Cho chơi cái snow cho nó xíu đã. Từ từ đi con té đó. Snow đầy luôn. Từ từ, mẹ nói stop. Ơn Ơn ơi, nghe lời hả Ơn? Xuống nó mạnh mới cho chơi tiếp. Từ từ. Mẹ ơi, pin dây có nhiều luôn. Pin dây luôn. Hai chỗ. Nhiều chỗ mẹ. Nhiều lên, hút nhiều lên. Nhiều lên, hai tay hút nhiều lên. Yeah. Thích không? Trông ăn rằng nhắm. Từ từ, từ, stop. Nè, con thấy nước không? Trơn trời, con thấy. Con thấy hai thôi. Ừ, hai thôi. Wow. Cái này giống như tôm tiền bạc. When you get ill, sick. Em muốn qua phía bên kia chơi hả? Anh theo ba con, come here. Từ từ, từ từ, đừng có chạy. Không có chạy đâu rồi. No. Đây quá chào đứng con lên. Đứng lên, đứng lên. Em bưng biết à, em bưng sao đây. Bưng, đứng lên, đứng lên. Không đi theo nha. Đúng rồi, nó không biết rồi, nó biết rồi. Đây, đi em, đi. Cẩn thận cái chân té nha. Chắc ướt rồi, dài rồi. Chắc không biết dài chắc luôn á. Cứ luôn ơn. Vô đây nè, vô đây nè. Dặm xuống kỹ kỹ, trơn á nha. Trơn á, dặm xuống cẩn thận. Mỗi ngón một lỗ. Nhét vô. Rồi. Này không phải, này không phải snowman đang ơi, cái này gì vậy? Ơn đang làm người tiếp kìa mẹ, coi kìa mẹ, thì hụt mẹ. Giỏi không mẹ, giỏi không? Coi Ơn giỏi không mẹ? Coi nè mẹ. Coi Ân nè. Ân giỏi không? Nãy có cây đó đúng là mũi đẹp. Con hát cái bài Snowman nghe coi. Nè, gớt chứ kìa. Đắp lại. Đắp dày dày luôn, cắn vô lại. Ừ,
phải, cái này không phải cái mũi. Con thấy rồi. Đúng rồi. Nè, lấy khúc này được không? Đây, đây, đây. Bà ơi. Mẹ mày gắn cái kì vậy? Mẹ mày gắn cái mũi. Ừ, đúng rồi, mũi phải cúp cúp xuống xíu chứ. Mũi chỉnh ngựa vậy. Đó, rồi. Quẹt quẹt hai mắt coi. Quẹt quẹt hai mắt luôn. Đó, đó. Đó có gai nha, coi chừng có gai nha. Có gai á. Rồi. Ok. Đẹp quá, đang vô coi. Con làm đi, con làm với Chay đi, con phụ Chay làm đi. Chay miệt mài luôn hả? Chay không biết lạnh luôn ta. Miệt mài luôn. Ăn như 4 tuổi mới được thấy tuyết. Còn Chay lúc đó nó tuổi mấy, 2 tuổi là đi rồi. Mình lên đây hả? Nhưng mình lên đây lúc đó có tuyết. Có, nó chơi cái cục tuyết có chút xíu đúng không? Không phải có, mà mình không có dám xuống à, okay. Có chút xíu trên kia kìa. Ừ. Lạnh không? Mà hồi năm cái năm đó mình lên nó nóng đâu có giống năm nay ha. Ít tí là tan hết rồi. Ừ. Mà tháng đó mình đi thì tháng 2. Rồi con với em đắp nữa đi. Đố. Trời ơi, ô dữ vậy ta. Dữ vậy ta. Chay làm dữ vậy. Hai coi chay. Đó, chay biết múc đa múc ăn ăn giới thiệu cho bà cái này là gì đi. Cái này là gì vậy? Cái này nấu mẹ. Của ai? Ai làm? Con với Chay. Con với Chay làm hả? Snowman này tên gì? Có tên không? Tên gì? Tên là gì? Chay. Tên gì? Jenny. Hả? Jenny. Tên Jennifer hả? Tên Kaisen. Tên Kaisen. Snowman này tên Kaisen hả? Chứ tên gì? Không biết. Không biết hả? Con chưa đặt tên hả? Ừ. Trời ơi, Chay biết múc kìa. Trời ơi, Chay hay không? Chay biết múc nguyên một cây kìa. Chay biết múc đặt không? Vô. Ừ, dữ vậy ta, dữ vậy ta, Chay giỏi vậy ta. Hai chữ một. Trời ơi, coi cái mặt Chay rồi. Làm nghiêm túc nha, cái mặt chu chu làm nghiêm túc nha. Coi mẹ, cái mặt làm nghiêm túc lắm mẹ. Có biết múc, múc đó, múc đó, nắp vô đó. Mẹ mặt làm nghiêm túc không? Đó. Sao lặn về nha. Tuyết dày ghê mọi người. Đổ nguyên đống. Biết không? Này ngay cái nhà hàng luôn. Phía bên trong mình là nhà hàng. Tí nữa nhà bằng cho nó ăn trưa. Tuyết dày quá không? Sa mạc. Qua đó nhìn được mà, đi qua đó. Từ từ cho bé nhìn cái này. À, kìa bên kia quá trời. Em không em bên đây nè, bên đây nè, bên đây nè, ở trước kìa. Chỗ này đóng không cho lên nè. Trời ơi, tuyết quá trời tuyết luôn. Tuyết quá trời mọi người. Tuyết trắng luôn. Bỏ tiền ở đây mới nhìn thấy được không phải. 25 cent để mày bỏ vô cho con. Này là thung lũng San Andre. Bỏ cho con coi nha. Ở dưới đó là Palm Springs mọi người. Palm Springs nằm ở đó đó. Bên kia là cánh đồng có xe gió nè. Trời ơi, đây quá trời có xe gió luôn ha. Quá trời có xe gió luôn. Xoay đi, xoay, xoay. Đang làm gì vậy? Coi kính xoay được chưa? No, con phải xoay vậy nè. Rồi xoay đi, xoay mẹ coi, xoay. Trời ơi, xoay qua đây, xoay ngược lại ta. Nữa. Đó, ố. Kìa. Rồi, coi được đó. Đây. Thấy gì không? Con có thấy gì không? Con xoay đi, con nghiêng cái này nè. Không có, không cần xoay con nghe nè. Con nhìn lên bầu trời nè, nhìn lên. Con muốn nhìn cái gì, con nhìn thấy không? Thấy nhìn gì xuống không? Nhá. Thấy không? Thấy đây gì không? Để anh chị nè. Cho ba coi thử, ba coi trước. Xuống rồi nhìn lên. Xuống. Cũng mờ lắm. Mờ lắm em. Được coi hả? Lao. Không phải lao đây.
kiến 2M. Ok, lên đây ăn. Tâm nè hả? Ừ, đứng lên nè, đứng lên. Cà thấy rõ chưa? Thấy chưa, thấy chưa? Thấy gì không? Thấy nhà không? Thấy nhà. Don't go walking over there. Hey, lots of people there.